Sáng ngày 19 tháng 8, tại nhà thi đấu đa năng, khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ 9 năm 2022. Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức đại hội nhấn mạnh: Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp lần thứ 9 diễn ra trong điều kiện vô cùng đặc biệt khi các ngành, các địa phương đã đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, thích ứng linh hoạt để khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới đại hội thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp. Đại hội là cuộc tổng kiểm tra toàn diện về lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ điều hành, trọng tài và cơ sở vật chất kỹ thuật. Đây cũng là dịp để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển tỉnh tham dự đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 diễn ra tại Quảng Ninh vào cuối năm nay. Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp năm 2022 được triển khai và tổ chức thành công ở cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố và ngành tỉnh từ đầu năm 2021 và đã hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Ở cấp tỉnh có 20 đoàn vận động viên của 12 quận thành phố và 8 ngành đoàn thể trường đại học cao đẳng của tỉnh. Tổ chức thi đấu 25 môn thể thao, trong đó có 20 môn thể thao trọng điểm và 5 môn thể thao dân tộc. Dịp này, ban tổ chức trao bằng khen của chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp quyền và cấp cơ sở. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 28 tháng 8. Trong chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long, chiều nay bà Cao Xuân Thu Dân, phó chủ tịch trung ương hội nông dân Việt Nam có buổi gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Phó chủ tịch trung ương hội nông dân Việt Nam đánh giá cao các mô hình nông nghiệp của Đồng Tháp và mong muốn quỹ ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để hội nông dân tỉnh tham gia nhiều hơn các chương trình chủ trương phát triển kinh tế của địa phương, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của Đồng Tháp cũng như khẳng định vai trò của hội. Bà Cao Xuân Thu Dân đề nghị hội nông dân tỉnh Đồng Tháp chủ động hơn nữa trong đề xuất quỹ ban nhân dân tỉnh các chương trình phần việc có thể đảm nhiệm để chính quyền thực hiện cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ cho tổ chức hội. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành tỉnh trong tham mưu nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có tham quan các mô hình nông nghiệp hiệu quả, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư về địa phương, tập quấn cho nông dân kiến thức quản trị kinh tế hộ dân dân. Ông Quỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh, đề nghị Hội nông dân tỉnh ra soát, tổng hợp và cập nhật chính sách mới, làm cầu nối giúp nông dân tiếp cận dễ dàng hơn. Dịp này, bà Cao Xuân Thu Dân đến thăm và làm việc với Hội nông dân tỉnh và thăm hội quán, các mô hình sản xuất hiệu quả của nông dân, chi hội nghề nghiệp và hợp tác xã tiêu biểu. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu giám đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo quy định tại nghị định số 55 của chính phủ và các văn bản sửa đổi bổ sung, tích cực tham gia triển khai các chương trình chính sách tín dụng khác theo chỉ đạo của chính phủ nhằm hỗ trợ tái cơ cấu phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, ưu tiên nguồn vốn cho giai phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động cân đối nguồn vốn trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2022 và từng năm được giao, trong đó tăng cường công tác thu hồi nợ quá hạn là nợ xấu để tập trung ưu tiên vốn đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra, tiếp tục ra soát đề xuất đơn giản quá thủ tục cho vay, tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động để đáp ứng nhanh chóng hiệu quả nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Theo quyết định số 3191 trên quy đề BCA ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, trong đó quy định Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thực hiện 7 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký xe cấp tỉnh. Nhằm tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết đối với 5 trên 7 thủ tục hành chính. Cụ thể các thủ tục như sau: đăng ký cấp biển số xe lần đầu, đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại công an cấp tỉnh, đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại công an cấp tỉnh, đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Trước đây, quy định là hai ngày sẽ rút ngắn xuống còn một buổi làm việc, tính từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Hôm nay, Quỹ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình tại cơ sở điều trị nghiện của tỉnh và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với tổng kinh phí dự kiến hơn 958 triệu đồng.